giữa mấy tiếng hộ ngoại. Rồi, đổ đi. Gần quá làn giá xịt nó không có xuống tắt. Để lại, để lại cái kia đó, bỏ không à. Không đâu.
cái đống cỏ này luôn, đống rác trước mặt á, coi chừng có đèn, coi chừng vô có đèn nha. Cái đèn nó đang mở cửa rồi quá. Quán cái đèn. Rồi rồi tắt đi, tắt đi, tắt đi. Tắt đi Phương, tắt đi. Rồi. Chưa qua đây xíu nữa nè. Cho nó bớt khói đi. Rồi rồi, rồi. Người nấu đây nè. Nó chui giống câu cá luôn á. Nãy anh bắt kêu lụ mà. Cái kia vẫn còn miếng rồi. Nãy chưa tăng ra lên nữa mà. Từng nào không rửa. Đi cái này là từng nào cũng rửa. Vô mùa cỏ rồi. Trái hoài luôn á. Xong rồi chạy nó vô mùa cỏ rồi trái liên tục. Bữa hổm rồi mới trái vào trong đây nè, thấy không, nám đen hết rồi. Giờ mà để chờ cho nó trái, trái tới chiều tới ngày mai luôn vẫn còn trái. Quá cháy trong này à? Đây khu dự án này.
trời mưa hả? À. Đang trời nắng mà sao trời mưa? Mưa cái hết hồn. Mưa cho nó ướt mấy này trong thì nó họ đốt nữa. Nó đốt rác. Tới đây hết rồi mình chậu lại. Này nó cũng sát mấy sông rồi. Mẹ này đổ rác. Nó qua cháy trong đây rồi.